Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Hiền ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số bonsai ha. Nhiều dáng thế nè, để một khối ha. Giá thì rất mềm luôn, chỉ có vài trăm thôi. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho chị Hiền ha. Đây quý vị. Đó. Rồi, chào chị. Em chào anh Tâm với chào toàn thể cô chú anh chị em trên toàn quốc ha. Nay em cũng có một số mai dảo Phú Tân giao lưu cùng cô chú anh chị em mình ha. Em ở ấp Long Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0918818355, đó cũng là số Zalo của em ha. Dạ. Hình thức thì em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Em đi vào cây đầu clip của mình là cây 80 ha. Rồi, 80 ha. Chiều cao là 44. Hoành là 20. Đây đây. Giá là 750.000 ha. 750 thôi. Cây 81. Cao là 42. Hoành là 23. Rồi, để đây vậy. À, cộng to lực nè. Giá là 750.000. Rồi, 750. Cây 82. Cao là 29. Hoành là 11. Giá là 150.000. 150. Cây 83. 83. Cao là 50. Hoành là 18. Giá là 450.000. Rồi, 450 thôi. Cây 84. 84. Cao là 32. Hoành là 17. Giá là 650.000. À, 650 ha. Cây 85. Cao là 47. Hoành là 16. Giá là 250.000. Rồi, 250. Cây 86. 86. Cao là 30. Hoành là 12. Giá là 150.000. À, 150. Cây 87. 87. Cao là 30. Hoành là 15. Giá là 150.000. Rồi, 150. Cây 88. Cao là 29. Hoành 9. Giá là 70.000. Rồi, 70. Cây 89. Cao là 25. Hoành là 16. Giá là 250.000. Rồi, 250. Cây 90. Cao là 39. Hoành là 13. Giá là 200.000. Rồi, 200 thôi gì. Cây 91. 91. Cao là 42. Hoành là 13. Giá là 200.000. Rồi, 200. Cây 92. Cao là 26. Hoành là 16. Giá là 300.000. Rồi, 300. Cây 93. Cao là 32. Hoành là 12. Giá là 90.000. Rồi, 90. Cây 94. Cao là 36. Hoành 11. Giá là 100.000. Rồi, 100.000.
cây 95, cao là 39, hoành là 18. Vậy đấy ha. Giá là 650.000. Rồi, 650. Cây 96, cao là 29, hoành là 13. Giá là 130.000. 130. Cây 97, cao là 25, hoành là 13. Giá là 130.000. 130. Cây 98. 98. Cao là 39, hoành là 12. Giá là 130.000. 130. Cây 99. 99. Cao là 37, hoành là 15. Giá là 200.000. Rồi, 200. Cây 100, cao là 37, hoành là 20. Giá là 550.000. Rồi, 550. Cây 101, cao là 30, hoành là 17. Giá là 400.000. Rồi, 400. Cây 102. 102. Cao là 42, hoành là 19. Giá là 450.000. Rồi, 450 thôi vậy. Cây 103, cao là 39, hoành là 15. Giá là 200.000. Rồi, 200. Cây 104. 104. Cao là 28, hoành là 19. Đấy đây. Giá là 500.000. Rồi, 500. Cây 105, cao là 28, hoành là 14. Giá là 300.000. Rồi, 300. Cây 106, cao là 35, hoành là 15. Giá là 350.000. Rồi, 350 ha. Cây 107. 107. Cao là 26, hoành là 12. Giá là 200.000. Rồi, 200. Cây 108. 108. Cao là 40, hoành là 13. Giá là 250.000. Rồi, 250. Cây 109. 109. Cao là 48, hoành là 20. Giá là 450.000. Rồi, 450. Cây 110. Rồi, 110. Dán trực nè. Cao là 66. Đấy, một bể luôn vậy. Hoành là 21. Giá là 850.000. À, 850. Cây 111, cao là 42, hoành là 21. Bởi đấy ha. Giá là 1.600.000. À, 1.600.
Cây 112, cao là 50, hoành là 18. Giá là 550.000. 550. Cây 113, cao là 40, hoành là 19. Để biết ha. Giá là 850.000. Rồi, 850. Cây 114. 114. Cao là 42. Hoành là 18. Giá là 550.000. Rồi, 550. Cây 115. Cây đúng vậy. Cao là 66. Hoành là 27. Giá là 850.000. Rồi, 850 thôi. Cây 116. 116. Cao là 68. Vậy đấy ha, cộng to lực nè. Hoành là 27. Giá là 1.200.000. Rồi, 1.200. Cây 117. Cao là 52, hoành là 27. Giá là 2.500.000. Rồi, 2.500. Cây 118, cao là 58, hoành là 26. Cụ nữa ha. Giá là 2.400.000. Rồi, 2.400. Cây 119 cũng là cây cuối của em ha. Cuối clip ha. Dạ, cao là 69, hoành là 26. Đây đây. Clip luôn. Giá là 2.200.000. Rồi, 2.200. À, cuối clip em cũng cảm ơn anh Tâm với cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Em rất mong cô chú anh chị em sẽ tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới. Em cảm ơn nhiều luôn ha. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Hiền. Và bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.